Sáng nay 18 tháng 10, thông tin từ Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hàng trăm nam nữ thanh niên vi phạm luật giao thông đường bộ. Theo Công an huyện Tam Đảo, chiều ngày 17 tháng 10, lợi dụng thời gian cuối tuần và tỉnh Vĩnh Phúc nới lỏng một số biện pháp giãn cách cũng như một số quy định phòng chống dịch. Hàng trăm nam nữ thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 23 ở các huyện trong và ngoài tỉnh đã tụ tập đổ về Tam Đảo. Trong quá trình di chuyển, nhóm nam nữ thanh niên hò hét điều khiển xe máy với tốc độ cao, bốc đầu lạng lách đánh võng trên tuyến đường từ thị trấn Hợp Châu đi thị trấn Tam Đảo, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Nhận được tin báo, công an huyện Tam Đảo phối hợp với lực lượng chức năng đã đón đầu vây bắt nhóm người vi phạm. Theo đó, từ 14 giờ 30 đến 18 giờ chiều ngày 17 tháng 10, đoàn công tác đã phát hiện bắt giữ 190 trường hợp vi phạm di chuyển trên 95 xe máy.